Alo, chúng ta đến với trận thi đấu thứ ba ở trong bán kết 1 này, tỷ số là 1-1 rồi. Đây là Syrian của game thủ màu 4 Desert. Bên kia có hai Pho và một Roman thì phải. Katarian game thủ màu 3 trong cánh. Tìm bãi quả hơi muộn rồi. Persian đây trong cánh tiếp, hai chém trong cánh rồi. Hai 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 cung ngoài cánh không hợp lý thế nào. Sắp xếp này nó hơi xấu và nó là siêu xấu luôn. Và bản đồ này hơi dị. Sẽ có một nhà ở trên góc 12 giờ hoặc một nhà ở lơ lửng trên đầu của nhà màu 4. Ở cái map như này cực kỳ dị. Nên là rất khó đoán. Chỉ cần gió lỗi một tơn thôi là khả năng oẳng là rất cao. Lại nghĩ là bên họ cung ở đầu cánh nhưng thực ra cung họ trong cánh mà ở bên dưới. Tốt trận này thôi. Tốt trận này đi cắt cỏ. Đầy thuốc thì thiếu gì. Có cả mấy bánh gạo mà ăn nhá. Không phải chắc ở bên dài rồi. Đâu, nó vừa quên lên. Đây là dưới nó vừa lên. Alo. Alo. Vâng, trở lại trận đấu thôi. Tôi thì bình luận được nốt trận này thôi. Trận sau có việc nhờ anh Toạc. Anh tiến sĩ Toạc anh ấy bình luận. Vâng, anh đêm qua anh Quốc từ Hà Nội về Hải Dương. Vâng, hôn người yêu cái lại lên. Vâng, chụp ảnh với người yêu tại đám cưới. Không biết có phải là người yêu cũ anh không hay là người nhà anh. Đấy, lên đây mặt tươi tưởng lắm. Chắc hôm qua làm Quốc gì rồi. Thôi chúng ta vào trận đấu thôi. Persian đang có một bầy hươu sáu đang luộc lùa về nhà. Rất hay. Voi rồi, hươu nữa rồi. Rất tốt. Ái chà. Nhà con voi này mọc ra đúng giữa hai cánh rừng. Vâng, con dân vừa chui qua háng voi rồi. Chắc chắn phải chui qua háng voi thơm rồi. Đấy chúng ta phải thấy. Ây màu 4 đây. AC ngoài cánh 6 giờ. Liệu trên đầu anh có nhà nào có đội xuống không? Vâng, vớ vẩn mình lại là người có lợi ở cái góc 6 giờ này. Rồi xem Babylon. Katha cũng có voi. Tôi nhìn thấy lúc đầu anh mở mắt đã thấy con voi ở trên kia rồi. Sao anh như vậy là con ganh để dành. Tí câu sau thì phải. Chuẩn bị thiết kế BS đầu đây. Rất tốt. Còn bầy hươu đây nữa. Nếu trên kia con voi thì đủ đồ rồi. Vâng, đây là hai voi nữa, đồ đã đủ rồi, bốn voi. Trên này con này lúc lắc hay là cô đơn hay là đang có vợ đứng cạnh đây. Đi dịch lên tí, không đi. Vâng, anh không nghe tôi, kiểu gì anh chết dân. Vâng, cứ đi lên một tí đi. Khổ có mỗi cái bóng đen thôi mà. Cố đỡ bắn xôi đi. Hôm trước tôi quay cái tôm. Có một trận mà con voi nó đúng ở trong cái Trong cái bóng đen thôi. Vâng, cắt dân ăn bầy hươu dưới này. Sao phải gì phải treo cánh làm cái gì. Bài này anh cứ dân giữa bản đồ cho em. Ông đây dâng lờ cùng cánh mà. Rồi. Hai dân là dâng cho AC. Sao lại dâng lom rom thế hả trời? Dâng cao lên, dâng lên trên đầu AC chứ dâng sao đi thẳng nhà chính họ làm cái gì? Dâng mà dâng trên đầu họ anh lại đi đập mặt ở cánh rừng giờ lại hoảng. Vâng, dâng là đấy anh lại mất công cua rồi. Vâng, tôi bảo anh dâng cao lên, đúng rồi, như thế là chuẩn rồi. Đây Syrian, nhà có hốc khác thì không, đang cơ cấu nhà à, cũng được đấy, à được, được của nó đấy, chém thì cũng mà mướp vào cái nhà này. Chỉ cung khả năng đục 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 e cái đục cái các kiểu hốc khác mà chui vào thôi chứ.
Nếu mà đi thẳng mặt thì kiểu gì đập mặt vào cái nhà BB và cánh rừng. Gặp cái thủ màu ba gặp quân gì. Bên kia tôi nhìn thấy có à, bộ ba bên mình. Khổ. Cứ nhầm. Đây là một dâng L giữa bản đồ rồi. L tiếp đi anh. Gặp màu 7 Roman thì phải. Bên kia có hai phô một Roman. Đúng rồi, đây Roman rồi. Dân rất nhiều đây. Dò mới chỉ có thủ chưa có công thì phải. À không, vẫn chưa có gì. Dò 3.0 này. Camera 3.0 này ai dùng nữa anh? Anh không có lực sao? Tôi nhìn thấy anh nhiều heal void lắm cơ mà. Vâng, anh ra đây anh đóng G rồi. Vâng, chót dại đóng cái G ở đây rồi. Vâng, đóng nghe. Và sắp lên đời 3 rồi. Và con giò hình như vẫn là 3.0. Vâng, chấp công nghệ. Gặp cái thủ màu 8 của con gì đây? Màu 8 ngoài cánh à, màu 7 dâng L. Không, màu 7 nha, đây nhà màu 7. Sao dân màu 8 kéo hai dân lên đây là gì? Dâng A hay dâng L? Tôi chưa biết là quân màu 8 màu gì đây. Là quân gì đây? Thôi, vâng. Con giò lại chui qua háng con voi chạy trước con giò của thủ màu 7 rồi. Đây rồi, T màu 4 đẩy sang nhà màu 8 như vậy. Màu 8 dâng A. Đúng rồi, màu 8 là người dâng A. Ai cũng phải e bắt T như người nhớn. Vâng, có mỗi con T không có công, à không có thủ thôi mà anh làm như là nó khỏe lắm. Anh vẩy cái e, anh chặn không cho nó về. Vào tôi vơ, tôi đập ngay. Màu 7 vẫn hơi lom do. Rồi, được nhận trăm thực lên bánh xe, lực hơi yếu cho cái thủ màu 4. Vâng, cứ bãi vàng mà bắn vào, không có gì phải ngại cả. Ấy, cứ vàng mà bắn thôi, không phải đi đâu cả. Con T còn 5 máu thôi, không có gì phải sợ. Chết được, không chết được. Không chết thì càng tốt, mà chết thì cũng chả liên quan. Thôi xem, ấy à, một chém rất tốt nha, cái thủ màu 7 vẫn đang đứng quay tay mà không biết. 2BL dâng rất cao. Ấy à, như vậy là màu 2 đánh chém nốt rồi. Như vậy tất tay dành cho AC thôi. Màu 2 là anh 24 giờ ngủ ngáo. Tôi biết ngay mà kiểu gì trên 12 giờ có nhà, cái thế nhà như thế này. Một là 12 giờ, hai là trên đầu nhà màu 4. Rồi. Vâng, thí chủ màu 6 Phonesian. Rồi, vác phù cho phù. Rồi, chọc trượt rồi. Rồi, xin luôn con lạc đà. Vâng, hãy về đội của Moa. Có về không? À, con phù kìa, bướng à. Thôi, khoai. Cứ tưởng phù được, ai ngờ đen. Rồi, chém vào 1 đây. Tốt. Đây là màu 5. Chém trong bất lực, chém trong vô vọng. Chém cả BB cả BM. Rồi, có làm được cái gì không? Có thịt luộc được cái gì thì luộc đi. Màu 5 là nhà cầm phô bên kia, 2 phô. Màu 5 là trong cánh. Tôi vẫn chưa biết màu 8 còn gì. Màu 2 đang chém nhà màu 5 khá tốt. Nhưng mà anh đang bị chảy nhà. Màu 5 nhà không phải nhà đẹp đâu. Cứ đi vào đi. Màu 5 nhà hở lắm. Rồi, rất tốt. Rồi, lâng bánh xe thành công. À đây màu 8 đây. Egypt à, Summer à? Egypt hay Summer đây, dân Nga khả năng Egypt hay AC hay Summer. Dân chỉ vào dân đi để tôi nhìn. Ui, dân đi nhanh lắm, khả năng AC rồi. Vâng, dân chạy không chạm đất cơ mà. Khả năng màu 8 là AC, như vậy quân bên kia đẹp hơn. Rồi tất tay xem màu 4 thôi. Tham 51 to. Rất tốt. Anh ăn chỉ vào bơm thôi. Mặc dù nhà chủ lực. Vâng, chủ lực lúc đầu thì họ bơm cho mình, lúc sau mình bơm cho họ. Nhưng mà tầm này là anh không được bơm. Phút 20 anh đã bơm là sao? Tham lai vẫn cân thôi. Tôi nghĩ là cân thôi, không nhỉnh hơn được. Màu 4 bên mình lại to nhất bản đồ. Thế thì tốt. Đẩy 8 đi. À 8 nhà dân Nga thì không hay đâu. Không quá hay đâu. Nhưng mà màu 8 lại quay xuống nhà mình. Bây giờ thì nhà màu 4 dường như bị phát hiện thôi. Nên là vẫn ổn. Phải e vào, đúng rồi.
Vẩy vào ơ? Không vẩy à? Cái chỗ mép vẫn... Giờ lạc đà nó vào thôi, nhọc lắm. Vòng tạt cánh đầu qua các nhà nào, màu 2, 13 thôi. Thi đấu màu 6 không cân. Màu 1, 21 thôi. Toàn nhà tham yếu này. Tất tay có mỗi màu 4 thôi. 63. Màu 3 là 29, như vậy 2, màu 3 cũng tươi. Mặc dù trong cánh dâng là... Anh đang giữ được dân tương đối nhiều. Vậy thì tốt. BC đóng đầy và tí BN được đóng luôn một quay ruộng. Và hồi. Úi giời, lại mất bãi vàng. Đây rồi, gặp đối thủ màu 8. Màu 8 đang kiểu anh ăn hoang và sóc sóc cung R thôi. Rồi. Có vậy không? Hay là chỗ đấy con vực không ra được tươi. Ôi trời trời. Vâng. Cứ tưởng con vực ngon, ai ngờ nó vẩy thẳng cái BB ở mặt. Đen. Vào quấy nhà màu 5 đi anh. Tham mình đang bị đè lên. Các nhà đang mất dần tham rồi. Màu 4 tham 75 to nhất bản đồ. Anh màu 4 anh đi desert. Anh thi đấu rất tốt. Tức sa mạc. Dễ cho nhanh. Vâng. Các anh không biết có giỏi tiếng Anh lắm không. Mặc dù anh đi làm ở trong các văn phòng công ty này. Nên là dịch sai phát thôi chết ngay. Rồi cứ đọc desert cho nó nhanh. 83/92. Giờ màu 6 phù ra là gọi là cùng rồi. AC đẩy tương đối nhiều đi nhưng mà có làm ăn được cái gì không anh ơi, để ý vào đấy, nhà màu 8 kìa, neutral là BA luôn rồi, đục e bắn mà chui vào thôi, mà chui vào có thật mệt, bị họ úp lại mệt. Ai chả cũng được ruộng đấy, tương đối đấy. Lại giật lại tơn. Ai xài trời trời trời. Vậy e không vẩy sao? Không nhớ dân à? Bây giờ mới lên giáp được cũng rồi. Rồi rồi, để cho màu 2 giải quyết chỗ đấy. Ra chỗ khác đi anh. Hằng ra chỗ khác mà mút đi. Ấy à, định bắt à? Bắt ai? Bắt ai? À, ai bắt ai nào? Nào vào đây. Ơ kìa, để ý dân trên nhà màu 6. Đấy, lại quay ra. Khổ. Anh cua chuột rất nhiều, chóng hết mặt nhưng tôi không hiểu anh đang làm ý đồ gì đây. Đấy, nhà màu 6 dân nhiều như thế này cơ mà. Úi trời, chỗ này kích dân. Không biết là tôi mới nghe nói có một game thủ là... có ông mà xây nhà bằng chuột mà nhanh như top 1 cơ. Không hiểu ông còn đánh hay không. Và đây tí là Toạc khả năng có gửi lời mời solo anh ấy. Toạc cũng là bình luận viên thi đấu kiểu xây nhà bằng chuột. Bằng búa, chuột. Vâng, 99/112. Tăng à. Anh không thích ăn đá đâu. 105/112. Màu 4 đang thi đấu rất tốt. Bây giờ tôi chỉ dám soi máy nhà màu 4 thôi, soi nhà khác nguy cơ lắm. Anh lên 4 sao anh lên 4 đánh hot à? Hot AC cũng được. Nói chung là có tí hot nó có cái bắn nhanh. Ui. Lạc đà thương binh 3/4 rồi, còn 4 con là một con dân không biết dân đâu. Hay là 5 con lạc đà. Ấy à, ốp à, ốp à. À, ốp à, vào đây. Vâng. Vậy e, rất tốt. À, bên kia định ốp à, Trần Văn ốp ở đây. Vâng, cứ vào đây. Nhà mình đâu hết rồi, quân đâu hết rồi. Ôi trời, 4 nhà ốp 1, khổ lắm rồi. Sóc cung ra ra. Đợi hot à, đợi lên 4 lâu lắm. Thôi, chuẩn bị tô màu rồi. Bắt đầu nhà chuẩn bị như cái chuồng lợn nơi rồi. Ô, không ai sang cứu kìa. Bị loại rồi anh. Percy.
Màu 3 đang chém đây, màu 3 còn tham chém này màu 5. Rớt này, chúng ta lại thấy. Ôi giời, pha thủ nhà thần thánh bên kia không góp được, thua chặt. Resize thôi. Và tỷ số sẽ là 2-1 thôi. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-1, lên 4 là sao hot thôi. Hot hot. À, lên 4 kìa. Vâng, anh giảm hết ra. Anh đợi win rồi, win. Win chặt. Sao bắt tay quân địch à? Bắt tay quân địch họ lại áp sát vào, lại bỏ bắt tay, đúng rồi. Đấy, cứ thế thôi, câu kéo họ vào thôi. Rất kinh nghiệm. Cầu thủ màu 4 anh sa mạc thi đấu rất hay. Chúng ta lại thấy sao hot ra anh ơi. Giờ hot ra giải quyết mọi vấn đề. Vâng, màu đời 3 đánh đời 4 à. Khác gì hét hắt và đua với gem tàu. Úi giời, bố còn chém vào đây anh luộc luôn. Úi giời, vẩy e, khịn khịt. Đâu vậy? À, vẫn không ra được. Đen cho anh tôi quá. Vâng, pha vẩy e rất tốt. Anh vẩy e chết hết chém đội bạn rồi. Giờ anh đẩy thôi, gặp ai đẩy đấy, thế thôi, bên kia chỉ việc quýt. Tham Lai. Mình là người lên 4 mà, Tham Lai đè xuống ngay, chúng ta thấy percent tham của 5, đúng 5 con lạc đà từ nãy giờ. Anh quần chiến 4 nhà rồi. Anh là cũng móc máy à, móc à. À, móc lốp à. Đây, màu 3 đây tham 10, giấu con lạc đà khí thế ở rời. Anh giấu giữa hai nhà địch. Vâng, tí đối phương mà chặt gỗ đấy, khả năng lại mất con lạc đà này, lại phi tham. Vâng, anh đây đây. Ấy chà. Anh cứ sóc kiệt hot ra cho em, sau đó anh đẩy phát thẳng vào màu 5, thẳng cánh cò bay kìa. Là thắng thôi. Kệ cho họ chém hết dân mình được. Thời điểm này làm gì có chuyện thua nữa. Đẩy đi. Vâng, tích hot đẩy à. Hay đợi tham lên 2 lít rồi anh mới đẩy. Anh hơi câu tiền net. Mặc dù ở Game TV đã thuê hẳn địa điểm thi đấu rồi nên anh không phải câu làm cái gì cả. Đâu cũng thế cả thôi. Thôi, màu 5 mà vừa ốp anh và thí chủ chuẩn bị lên sàn. Vâng. Quẩy đấy, quẩy đấy. Ui, còn non mà xanh lắm. Chúng ta thấy không chết mà con hot, không chết con là bên kia đi sai là tỷ số là 2-1 cho Quang Huy. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo thôi. Và trận đấu này thì tôi sẽ nhường con toạc và tôi phải rời trận vì có việc rồi. Rất tiếc các bạn.